liên quan đến vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày 22 tháng 11 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng khiến một nhân viên bảo vệ tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, trú huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí, 22 tuổi, trú xã Hòa Sơn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng về hành vi cướp tài sản và giết người. Theo điều tra vào khoảng 13 giờ 30 phút Cường và Trí Nguyễn Trang lao vào phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, dùng súng và dao chuẩn bị từ trước, uy hiếp nhân viên để lấy tiền nhưng bất thành. Sự việc bị ông Trần Minh Thành 50 tuổi trú quận Thanh Khê là bảo vệ của ngân hàng phát hiện, chống trả quyết liệt. Trong lúc tẩu thoát, Cường đâm trọng thương ông Thành và khiến ông tử vong. Nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố triển khai lực lượng, phối hợp công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức chốt chặn ra soát toàn bộ khu vực và bắt giữ được cả hai đối tượng khi đang cố gắng lẩn trốn. Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai thừa nhận do không có công ăn việc làm lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game nên nợ nần tiền bạc. Sau khi quen biết nhau trên mạng xã hội, cả Cương và Trí cùng ở chung bàn bạc, đặt mua hung khí để thực hiện việc cướp ngân hàng.